đăng ký cho em một like ha. Em là sáp y ông. Sáp gì đây? KCE40, ngoại hình đẹp, máy móc nguyên zin. 2016, điện 100V, 27W, cái bát nè, bát đánh mà nó còn dính chút xíu. Em gửi lời chào và chúc sức khỏe tất cả các quý khách cô chú anh chị em, bạn bè thân mến gần xa đều được mạnh khỏe, làm ăn phát tài phát đạt ha. Con này con VIP đẹp luôn. Đây. Cái này là bằng cơ cái gì nha. Đó, mình đóng mở bằng cơ đó. Đây, cái đèn này đang báo là hết nước ha. Cái này mình mở ra mình bơm nước vô đây nè. Cái nó nhiễu xuống vô đây ha. Còn cái phổi thì còn 80-90% ha. Còn rất là đẹp, ok. Sao thì cũng rất là còn đẹp ha. Khúc này thì nó bị cắn gãy chiếc này chút xíu nha quý khách. Đây. Ở bên trong rất là đẹp luôn. Bài này cũng đẹp luôn ha. Miếng phổi là rất là ok. Em gửi lời chào và chúc sức khỏe tất cả các quý khách của chú anh chị em ha. Bạn bè thân mến gần xa đều được mạnh khỏe, làm ăn phát tài phát đạt hết ha. Điện 100V, 27W, 2016 ha. Rồi. Hoạt động tốt ha. Không lỗi. Hiện giờ bản thân đó là điện 100V ha. Rồi em hướng dẫn sơ sơ ha. Cho mình bấm cái này. Cái này là tốc độ quạt ha. Cái này là có hơi nước ha. Này là sáp y ông ha. Này là báo nước ha. Còn này là chạy hết tốc độ nè. Là mình không có bấm cái này được nha. Nó chạy hết tốc độ rồi, mình không có bấm được ha. Ok, em cũng cắt nghe cái tiếng. Tối nay em đang dùng điện trong con luôn đó. Nút này là nút tắt. Nút này là nút khởi động. Đây rồi em nha. Hiện giờ đèn đang cháy đúng không? Em mở này ra. Em test lại con cái này cho quý khách. Tại một số trường hợp sau nó bị lỗi này thôi. Đây. Đây. Quý khách thấy không? Cái này nó không có quay đúng không? Cái phổi nên nó không có quay, tại nó không có hút nước đưa lên quay quay nó không có quay đúng không? Giờ em cái phao nè, giờ mình bơm nước lên thì cứ đương nhiên cái phao nó sẽ nổi lên đúng không? Rồi. Nè, trước tiên là đèn nó sẽ tắt nè, thấy không? Tắt đèn đỏ nè. Ha, em dẫn vịn rồi nha. Đó. Quay cái đây. Nó vẫn quay đúng không? Nó quay ngược chiều xuôi chiều nha, hiện giờ quay ngược kim đồng hồ, em thả xuống. Là nó ngừng quay ha, em vịn lên. Nhiều khi nó theo kim hoặc là ngược kim ha, không biết cái công thức của nó làm sao em không biết, nhưng mà nó quay. Đó em buông à. Nó không quay nè, em vịn lên là nó quay tiếp nè. Rồi, ok nha. Quý khách cô chú anh chị em nào mà thật sự có nhu cầu mua dùng xài biếu tặng á, liên hệ em qua Zalo, Facebook, YouTube, Chợ Tốt, Messenger, TikTok, qua số điện thoại 0939 396 480 ha. Rồi, một lần nữa cảm ơn tất cả các quý khách cô chú anh chị em đã ủng hộ trong thời gian qua. Dạ, em xin cảm ơn và xin chân thành cảm ơn. Xin chào.